được trả 86% số nợ đòi. Công ty đòi nợ thuê ở thành phố Hồ Chí Minh ráo riết khủng bố người vay. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do lợi nhuận quá lớn nên lãnh đạo hai công ty đòi nợ thuê đã chỉ đạo nhân viên ráo riết khủng bố nạn nhân với tần suất và mức độ dày đặc. Như Thanh Niên đưa tin, liên quan vấn nạn khủng bố đòi nợ thuê, ngày 15 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Công an Quy Tân Bình khởi tố 14 bị can là lãnh đạo, quản lý, nhân viên của công ty Chính Phú Mua Bán Nợ Việt Nam Thịnh Vượng, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Luật Thế Hệ Trẻ, phường 15, quận Tân Bình về tội cưỡng đoạt tài sản. Trong 14 bị can, có bị can Nguyễn Minh Thành, quản lý công ty Chính Phú Mua Bán Nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Trần Hà Anh Thư, trưởng phòng tín chấp công ty trách nhiệm hữu hạn Luật Thế Hệ Trẻ. Công an xác định, hai công ty này đã mua hồ sơ người vay tiền từ một công ty tài chính có trụ sở ở Hà Nội. Công ty Chính Phú Mua Bán Nợ Việt Nam Thịnh Vượng và chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Luật Thế Hệ Trẻ đã tổ chức bộ phận thu hồi nợ, tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện hoạt động thu hồi nợ với thủ đoạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc, nhân viên quản lý, trưởng nhóm, áp đặt chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ, chi thưởng hoa hồng theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi. Sau đó, nhân viên đã thực hiện các hoạt động đòi nợ trái pháp luật bằng thủ đoạn đe dọa, vu khống. Do lợi nhuận quá lớn nên lãnh đạo hai công ty đòi nợ thuê nói trên đã chỉ đạo nhân viên ráo riết khủng bố nạn nhân với tần suất và mức độ dày đặc. Được nơi bán nợ trả công 86% số tiền đòi được. Cụ thể, bị can Nguyễn Minh Thành khai, nhân viên công ty Chính Phú Mua Bán Nợ Việt Nam Thịnh Vượng chia thành 4 đội. Mỗi đội 7 đến 10 người. Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện 2.500, 3.000 cuộc gọi khủng bố để đòi nợ. Tổng số tiền đòi được từ 2 đến 3 tỷ đồng. Còn bị can Trần Hà Anh Thư, công an xác định, với vai trò trưởng phòng tín chấp công ty Luật Thế Hệ Trẻ, Thư và nhân viên sẽ xử lý các trường hợp đã khủng bố đòi tiền nhưng bất thành. Họ sẽ gửi văn bản đòi nợ đến tận nhà hoặc nơi làm việc của người vay để tiếp tục dọa khởi kiện hoặc báo công an khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Với tần suất đòi nợ như trên, mỗi tháng có hơn 100 người phải trả tiền nợ và lãi suất cho nhóm đòi nợ thuê nói trên. Mỗi khi đòi nợ thành công, phía thu nợ sẽ được công ty tài chính ở Hà Nội, nơi bán nợ, trả công lên đến 86%. Một trinh sát nhớ lại, thời điểm hàng chục công an ập vào khám xét trụ sở hai công ty nói trên, khi thấy bóng dáng lực lượng công an, Nguyễn Minh Thành và nhóm nhân viên định tắt máy, phi tang chứng cứ. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân là nạn nhân của các nghi can có hành vi cưỡng đoạt tài sản, núp bóng, hoạt động thu hồi nợ, tích cực tố giác tội phạm, hợp tác cơ quan công an để xử lý triệt để loại tội phạm này theo đúng quy định của pháp luật.